Ai làm ướp? Đứa nào uống mà ướp nhẹp? Không chung. Ồ, ăn tô cơm mà con uống nước dốc chân rồi sao ấy? Kéo tóc lên. Ăn tô cơm mà con uống nước dốc chân rồi sao ăn cơm nổi? Rồi, no nóc rồi. Ăn đi. Rồi sao ăn hết tô cơm? Chú Tư bế tô cơm nhiều quá. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, giúp tôi bỏ cho chó ăn. Ăn hết đi con, để thôi chú Tư bỏ cho chó đó. Rồi no cái bụng mình rót con nước uống hết trơn rồi. Hello su su, ai bới cơm cho con ăn? Ai bới su? Dạ tự nhiên cắm ghế làm vậy, cắm ghế làm gì vậy bạn ơi? Ghế để ngồi, để xuống ngồi. Để xuống đi con, để xuống đặng ngồi. Rồi ngồi lên đi. Quần jean ai mua bạn đẹp quá vậy? Bà nội hả? Té, té con, té. Té. Ngồi xuống đi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Té. Té. Cha bắt cái mày đi. Thôi. Té. Ta cái lại vậy. Ăn cơm mà ăn kẹo. Nhấp đi. Rồi, chị hai giang hồ kìa. Ớt đó cay đó. Ớt cay đó su. Ăn thầy, hạp ăn chế thầy. Chua. Thầy. Chua. Không có chua không? Thử đi. Ăn được. Hạp cho. Gửi chú Quân rồi. Gửi cho chú Quân rồi. Để nha, để nha. Đó. Cạp cho chú Quỳnh coi, cạp đi, cạp đi, gửi chú Quỳnh. Nhăn răng, nhăn răng, cạp phải nhăn răng. Chua. Rồi. Chua rồi. Rồi, bye bye Su nha, bye bye dì nha, bye bye.